Đoạn clip ghi lại cảnh chị vợ đến tận nhà bồ dí của chồng để dàn mặt. Trong clip, chị này không động chân tay hay ẩu đả với cô bồ mà ngồi xuống nói chuyện phải trái với các bên. Trước mặt cậu con trai nhỏ và cô bồ, chị này giật mặt chồng. Anh nói với tôi là con nhờ. Nó không phải dạng dừa đâu, nó không tốt như anh nghĩ đâu, rồi giờ anh với nó đang ở lại vậy đó hả? Hồi đó, anh nói con và tôi là vợ là gia đình, còn nó dù gì cũng là đồ chơi. Anh có ăn chơi cỡ nào cũng không bỏ vợ, bỏ con. Đàn bà con gái thiệt chứ anh chẳng mất gì. Trước những cáo buộc của vợ, người chồng đáp lại, ai nói? Chưa chắc nha. Trong khi đó, cô bồ vẫn thản nhiên ngồi xem điện thoại, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên xem sự tình. Thậm chí, khi chị vợ hỏi có yêu chồng tao không, cô này còn trả lời, không biết. Vợ dẫn con trai đến bắt quả tang chồng ở nhà bồ, anh từng nói nó là đồ chơi mà. Chị vợ muốn chồng chấm dứt quan hệ với bồ để về nhà nhưng xem chừng anh chồng không đồng ý. Đáng thương nhất là cậu con trai còn quá nhỏ đã bị lôi vào câu chuyện không hay của người lớn. Dù vợ chồng có mâu thuẫn đến đâu cũng không nên cãi cọ hay giật mặt nhau trước mặt con cái. Nhìn cậu bé ngơ ngác mà thấy thương vô cùng. Thành viên Phu Tan bình luận. Cảnh tượng chẳng ai muốn thấy, người vợ rõ ràng đã níu kéo nhưng anh chồng vẫn không muốn quay lại. Nên chia tay để giải thoát cho nhau thì hơn, một dân mạng khác bày tỏ.